vị thân mến, nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng lễ hội Ocombox Đua Ghe Ngò Sóc Trăng, khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 6 và tuần lễ văn hóa thể thao và du lịch Sóc Trăng năm 2024. Qua trong không khí tưng bừng của lễ hội, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Sóc Trăng lần thứ 15 năm 2024. Chương trình được diễn ra tại Nhà hát Trung tâm Văn hóa tỉnh, số 93/15 Trương Công Định, phường 2, thành phố Sóc Trăng, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 11 năm 2024, quy tụ 11 đơn vị Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh, các huyện, thị xã, thành phố cùng tham dự, gồm thành phố Sóc Trăng, huyện Mỹ Tú, thị xã Vĩnh Châu, huyện Mỹ Xuyên, huyện Cù Lao Dung, huyện Châu Thành, huyện Kế Sách, huyện Thạnh Trị, thị xã Ngã Năm, huyện Long Phú và huyện Trân Đề. Các đơn vị đang trong giai đoạn tập dượt hết sức khẩn trương, hứa hẹn sẽ mang lại những chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng phần trình diễn trang phục ấn tượng. Kính mời toàn thể quý vị cùng đến xem và cổ vũ cho chương trình.